Chào anh em, video này mình sẽ làm series Luân giải thích. Và hôm nay mình muốn nói cho anh em biết về một cái từ rất là hot trong smartphone, đó là trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI. Thì mình sẽ giải thích cho anh em hiểu được AI nó là như thế nào, người ta dùng nó trong smartphone như thế nào, và những cái gì mà anh em cần để ý hay là những cái gì mà mình cảm thấy ấn tượng về việc sử dụng AI trên điện thoại. Rồi, chúng ta hãy bắt đầu. Nói về AI thì anh em đừng có nghĩ đây là một cái gì đó nó quá lớn, quá kinh khủng, quá căng thẳng, quá mới mẻ. Thực chất thì AI nó là một cái ngành học, một cái ngành nghiên cứu, nó đã có từ rất là lâu rồi. Và người ta cũng đã xài nó từ khá là lâu, không chỉ trên điện thoại mà còn trên laptop, trên Windows và rất nhiều ứng dụng khác của AI trong đời sống của chúng ta. Về cơ bản ha, những cái thứ mà gọi là AI á, thì nó sẽ liên quan tới việc sử dụng một số cái thuật toán, một số cái mô hình toán học nè, xác suất thống kê nè, để mà dự đoán hoặc là làm những thứ mà nếu mà con người làm thủ công á, thì sẽ rất mất thời gian hoặc là không thể làm được. Nếu mà anh em đã từng học lập trình hồi lớp 11, 12 á, thì chắc anh em cũng nhớ cái câu lệnh if else đúng không? À, Excel cũng có if else đấy. Đó, thì if else có nghĩa là khi mà chúng ta chỉ định một số trường hợp, nếu cái này thì làm cái gì, nếu cái kia thì làm cái gì. Nhưng mà có những trường hợp mà nếu mà if else thì anh em phải dùng tới cả nghìn, cả triệu cái if else như vậy, thì không thể nào mà người ta tự ngồi làm thủ công 1.000 cái kiểu cái if else được. Đó là một điều không thể khả thi. Mình ví dụ như là dự đoán coi là mình đang nói về nội dung gì, thì nếu mà anh em dự đoán thì chắc anh em phải biết tới cả triệu cái if else, bởi vì mỗi người có cách nói khác nhau, từ vựng khác nhau, ngôn ngữ cũng khác nhau, cho nên người ta mới phải nhờ tới AI để giải quyết những bài toán như vậy. Đi kèm theo AI á, có thể anh em sẽ nghe thêm một cái chữ gọi là machine learning, là viết tắt là ML, hoặc là neural network viết tắt là NN. Machine Learning thực chất là một phân ngành nhỏ của AI thôi, nó không phải là một thứ khác biệt. Và người ta dùng Machine Learning để nói về những cái hệ thống mà máy nó có khả năng học được từ dữ liệu, nó phát hiện ra một số cái thứ gì đấy và nó có thể dự đoán được mà cần rất ít hoặc là thậm chí không cần sự can thiệp của con người. Đó là Machine Learning. Còn về Neural Network thì giải thích đơn giản, nó là một mô hình toán học mô phỏng lại cái cách hoạt động của bộ não của con người. Có rất nhiều mô hình toán học, có mô hình hồi quy tuyến tính nè, có mô hình hồi quy logistics nè, có mô hình phân cụm clustering nè, thì tùy vào cái trường hợp mà người ta sẽ dùng cái mô hình cho nó phù hợp thôi. Thì Neural Network có thể được dùng trong các hệ thống Machine Learning. Thì để cho anh em dễ hiểu hơn á, mình lấy một cái ví dụ cụ thể mà mình và team mình đã cùng làm cho tinh tế. Đó là cái hệ thống đoán coi là anh em đang viết về cái hạng mục gì, tạm gọi là hạng mục đi. Thì khi mà anh em lên trang chủ của tinh tế nè, hoặc là anh em sử dụng app tinh tế mà anh em viết một cái bài á, thì khi mà nó được post lên thì nó phải được phân loại. Và mình không thể nào mà viết 1.000 câu if else, 1 triệu, 1 tỷ câu if else để mà mình đoán được tất cả mọi trường hợp của anh em hết. Cho nên mình và các em gái của team data mới xây dựng ra một hệ thống machine learning. Các anh em để ý nha, đó, các hệ thống machine learning. Thì trong đó mình dùng rất là nhiều thuật toán khác nhau cho từng cái khúc xử lý dữ liệu và dự đoán dữ liệu. Thì trong đó có một khúc là mình dùng một cái mô hình neural network tên là CNN, tạm gọi là mạng neuron tích chập ấy, mà thôi anh em không cần phải để ý tới những thứ đó đâu. Đó là những cái từ mà anh em sẽ thấy có rất nhiều nhà sản xuất người ta sử dụng trên những cái thiết bị công nghệ của họ, từ máy tính, camera, điện thoại gì đấy. Thì anh em nhớ phân biệt giữa những thứ này. Ngay cả khi anh em không làm trong ngành công nghệ thì anh em cũng nên biết, bởi vì những cái thứ mà anh em đi mua thì có thể là anh em sẽ phải gặp những cái từ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới là vì sao người ta lại dùng AI trên smartphone. Cái mục đích cơ bản cuối cùng của việc dùng những cái thuật toán AI là để bạn có được một cái trải nghiệm sử dụng điện thoại nó tốt hơn. Mình ví dụ, bây giờ bạn dùng Google Photo thì nó có khả năng search rất là mạnh. Ví như bạn gõ vô là từ biển thì nó tự ra được những cái tấm ảnh mà bạn chụp biển luôn. Máy bay, bạn chụp hình máy bay, gõ chữ search máy bay thì nó ra hết luôn. Bạn có để ý là bạn đâu có ngồi bạn đi đánh dấu từng ảnh là ảnh này chụp máy bay, ảnh kia chụp xe, ảnh kia chụp người, ảnh kia chụp đồ ăn đâu. AI của Google Photo nó tự làm chuyện đó cho bạn, nó tự đánh dấu là bạn chụp xong bạn upload lên, nó tự đánh dấu luôn tấm này là cái gì, tấm kia là cái gì. Thì để mà nó đánh dấu được như vậy là nó đã phải học từ rất là nhiều dữ liệu trước đó mà Google cung cấp rồi. Google họ sẽ có một cái đội nào đấy đưa một tập dữ liệu vào, biết được là hình nào chụp cảnh biển, hình nào chụp đồ ăn, hình nào chụp người, máy nó học và sau đó nó đi nó dự đoán những tấm ảnh mới cho bạn up lên. Thì đó là cái lợi thế rất là lớn của Google, bởi vì họ có dữ liệu nhiều. Ở một cái ví dụ khác đi, anh em xài Android á, thì từ Android, mình nhớ là từ Android 9 hay Android 10,
nó có một cái tính năng mà tự động tối ưu những cái tiến trình đang chạy trong máy tùy theo cái cách bạn dùng điện thoại để mà tiết kiệm pin hơn. Thì nếu như mà bạn không có cái AI để nó tự học những cái thói quen của bạn thì lúc đó bạn là người dùng nha, bạn phải đi cấu hình là thứ hai thời gian từ 9 giờ tới 11 giờ tôi dùng máy nhiều, từ 11 giờ tới 12 giờ tôi dùng máy ít, từ 12 giờ tới 13 giờ tôi dùng máy nhiều hơn. Thì bạn có rảnh để mà bạn đi cấu hình hết như vậy cho 7 ngày trong tuần và cho mọi ngày không? Tất nhiên là không, đúng không? Thì đó là lý do mà tại sao chúng ta cần những cái AI nó xuất hiện để mà bạn ít phải làm những cái đồ thủ công hơn. AI nó giúp tự động hóa rất 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 nhiều thứ và nó giải quyết được rất nhiều bài toán khác nhau. Hồi xưa mình nhớ là Huawei họ cũng có một cái thuật toán rất là hay để mà tối ưu khi bạn chơi game. Và nó tối ưu tới mức là từng cái phân cảnh ở trong game nó có những cái cảnh mà bạn cần phải, bạn chuẩn bị phải cần cấu hình mạnh hơn, ép vào thì lúc nó mới chạy mượt. Thì lúc đó cái AI nó biết được lúc mà nó cần tăng để mà nó đẩy lên. Ấy bạn tưởng tượng bạn đang chơi game, không lẽ giờ bạn ê chờ chút nha, mình pause máy mình lại một cái, mình vô mình cấu hình mình tăng GPU lên nè, xong mình quay lại mình resume game nè, vậy thì nó đâu có hợp lý đâu. Bạn không bao giờ bạn sẽ làm chuyện nó thủ công hết. Đó là lý do mà Huawei họ mới đưa cái mô hình AI của họ ra. Đấy, bạn thấy AI nó giúp cho chúng ta được rất nhiều thứ. Và có một thứ mà mình cảm thấy AI cực kỳ hữu ích ở thời điểm hiện tại, đó là về camera. Hồi trước khi mà chúng ta nói về camera thì chúng ta thường nghĩ là camera thì phải có cảm biến tốt nè, thấu kính tốt nè, rồi máy phải chụp phải nhanh nè, zoom phải bự nè. Nhưng mà như đó chưa đủ, tất cả những cái mà chúng ta mới nói chỉ là phần cứng thôi. Để mà ra được một tấm ảnh đẹp thì chúng ta còn cần phần mềm nữa các bạn. Và nó là một chuỗi những cái thuật toán dùng để xử lý ra được tấm ảnh cuối cùng cho bạn. Thì trong thời gian gần đây á, nhất là khi mà Google Pixel bắt đầu ra mắt á, thì Google họ đưa những cái thuật toán AI vào để làm ra một tấm ảnh đẹp hơn, để chụp được một tấm ảnh đẹp hơn. Bạn thấy là con Pixel nó móc một camera mà nó chụp xóa phông gần tốt như là con iPhone chụp xóa phông luôn. Mà iPhone là có hai camera, có camera tele để chụp nhiều tấm rồi so sánh độ lệch các kiểu. Đấy, thì bạn thấy là cái AI của Google nó khủng khiếp tới cỡ nào. Và thậm chí trên những cái điện thoại Pixel á, là nó có một con chip riêng gọi là Pixel Vision thì phải, để nó xử lý những cái thuật toán AI đó cho nó nhanh và tiết kiệm pin luôn. Hay không? Rất hay. Trong thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục được thấy những cái thuật toán về AI nó được áp dụng cho phần camera. Hiện tại thì mình thấy là Samsung nè, Oppo nè, Apple nè, Huawei nè là những hãng đang rất tích cực sử dụng những thuật toán AI để làm cho những tấm ảnh của họ đẹp hơn. Và điều đó nó có tác dụng các bạn. Bạn thấy là trên iPhone XS Max hay là iPhone 11 Pro Max thì nó chụp hình đẹp hơn rất là nhiều so với lại iPhone X. Hay là trên con Samsung Galaxy S20 Plus nó cũng chụp hình đẹp hơn rất là nhiều so với lại Galaxy S8, S9 chẳng hạn. Tất nhiên là chúng ta cũng phải nghĩ đến việc là phần cứng chụp ảnh nó tốt hơn, nhưng mà ngoài ra Samsung họ làm rất nhiều về phần mềm nữa. Huawei cũng vậy, anh em thấy là con Huawei P30 Pro năm ngoái hay là con Huawei Mate 20 chụp hình cực kỳ ấn tượng. Những thuật toán của Huawei đưa ra cộng với lại phần cứng mạnh mẽ của họ đã đem lại cho chúng ta rất là nhiều lợi ích về mặt camera. Tất nhiên là một cái mình không thích ở cái việc mà AI trên smartphone đó là nhiều hãng hồi xưa họ rất là lạm dụng cái từ AI này, cái gì họ cũng đưa AI vào hết. Nhưng mà mình không chắc là bên dưới thật sự nó có phải là những cái thuật toán AI không, hay chỉ đơn giản là một số cái thứ FL thôi. Cái đó thì mình không biết chắc và chúng ta cũng có thể không bao giờ biết được cái chuyện đó. Nhưng mà cái việc sử dụng cái chữ AI quá nhiều á, nó sẽ làm chúng ta ở vai trò là người đi mua hàng, bạn kỳ vọng rất là nhiều vào nó, kỳ vọng rất là nhiều thứ, chụp ảnh đẹp rồi này kia, hoặc là nghe nhạc hay, hay là máy sẽ chạy mượt hơn, máy chạy ngon hơn, xong cuối cùng hóa ra dùng thì nó không khác biệt nhiều, thì bạn sẽ cảm thấy thất vọng về chuyện đó và nó làm ảnh hưởng tới chính cái thương hiệu, chính cái niềm tin của bạn đối với lại cái nhà sản xuất đó thôi. Đấy, thì anh em để ý cái cụm từ AI khi mà anh em đi mua những cái món đồ mà anh em thấy cái chữ đó thì nhớ coi kỹ coi là nó dùng để làm gì ha, và liệu nó thật sự là có phải là cái quá nổi bật để mà bạn đưa ra cái quyết định mua hàng hay không. Hãy nhớ tập trung vào những cái giá trị cao nhất của cái máy mà nó có thể mang lại cho bạn, chứ đừng có bị lừa bởi những cái thuật ngữ marketing như vậy. Tới đây là kết thúc của video. Thì mình nhắc lại, đây là một cái video nằm trong cái series có tên là Luân Giải Thích hay là Luân Explain của mình. Mình quyết định là sẽ dùng chữ tiếng Việt tên là Luân Giải Thích để cho nó thân thiện hơn với anh em. Trong series này mình sẽ nói về những cái thứ rất là công nghệ, nhưng sử dụng những cách thức nó cơ bản hơn để mà anh em có thể
hiểu được và biết được. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy subscribe channel của mình và đừng quên nhấn cái chuông nếu mà các bạn thích. Sắp tới chắc là mình nghĩ mình sẽ dùng thêm khá là nhiều video để mà nói về cái phần luân giải thích này, bởi vì có rất nhiều thứ mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu như mà các bạn cảm thấy là mình làm cái gì chưa tốt hay là các bạn cần góp ý gì đó về video của mình thì hãy mạnh dạn comment vào trong video cho mình biết, những lần sau mình sẽ làm tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi những video này và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại ở video lần sau. Bye bye.